Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Good morning. Xin chào Hội Thánh. Can we all stand to our feet? Xin chúng ta cùng đứng lên. Let's say hello to at least two people before we start. Chúng ta đi với những người lân cận, ít nhất là hai người, chúng ta chào họ trước khi chúng ta bắt đầu nghe lời Chúa. Will you give them a hug? Có thể ôm họ. Well, good morning. Xin kính chào Hội Thánh vào buổi sáng. It's a great day to be here. Thật là một ngày rất là tốt đẹp để chúng ta được ở trong nhà Chúa. Amen. Amen. You know, I don't know about you all. Tôi không biết quý vị như thế nào. But being here on Sunday, it just brings so much joy to me. Được có mặt ở nhà Chúa mỗi sáng Chủ nhật đem lại cho tôi một cái niềm vui rất lớn. But this morning, nhưng mà buổi sáng hôm nay, I don't know, maybe I'm just getting a little bit older. Tôi không biết, nhưng mà làm như là có lẽ tôi cũng bắt đầu có tuổi hay sao. But playing the drums and then coming to preach, I'm a little tired. Đánh trống xong rồi bây giờ bước qua để giảng lời Chúa, tôi cảm thấy hơi mệt. And I haven't worn a suit jacket in a long time. I'm kind of hot in here. Tôi không có mặc áo vest trong khá lâu, mà hôm nay thì thấy cảm thấy hơi nóng đó. But this morning I woke up excited and ready to share the word that God has for us. Nhưng buổi sáng hôm nay tôi trỗi dậy thì thích thú chờ đợi để có thể chia sẻ lời Chúa với Hội Thánh. I just want to say this morning. Tôi muốn nói điều này buổi sáng hôm nay. If it's your first time here, nếu quý vị đây là lần đầu tiên có mặt ở tại đây, or if it's your first time watching online, hay là lần đầu tiên theo dõi trực tuyến với chúng tôi, we just want to welcome you. Chúng tôi muốn hết lòng hoan nghênh chào đón quý vị. God's doing amazing things here at our church. Chúa ngài đang làm những việc lạ lùng tại Hội Thánh của Chúa tại đây. And for many of us who attend this church and our members here at this church, đối với quý bạn chị em là những người nhóm lại ở tại Hội Thánh này cũng như là thành viên của Hội Thánh. We've been praying and asking the Lord to bring people here so that they can experience God. Đó là chúng ta đã cầu nguyện xin Chúa ngài mang thêm người đến đây để họ có cơ hội để gặp gỡ và kinh nghiệm Chúa. And so I want to say this is don't feel awkward or timid because it's your first time. Cho nên xin quý vị là những thân hữu của chúng tôi, khách mời của chúng tôi, xin đừng cảm thấy như là lạc lõng nếu quý vị có mặt ở tại đây lần đầu tiên, vì chúng tôi yêu thương quý vị và đã cầu nguyện cho quý vị rất lâu rồi. Church members, đối với con cái của Chúa là tín hữu trong Hội Thánh, I ask that you do your part. Tôi kêu gọi anh chị em làm cái phần của mình. In saying hello to somebody that you haven't met before. Chúng ta gặp gỡ và chào hỏi những người mà chúng ta chưa từng gặp. Why do I say this? Tại sao tôi nói điều này? I believe that there's strength in unity. Tôi tin rằng có một cái sức mạnh hiệp quần khi chúng ta hiệp nhất với nhau. But also something that we're going to learn today is this, is there are people who have yet to be truly set free. Bởi vì có những người chúng ta biết rằng chưa thực sự được giải cứu. And if you're living a life knowing that you've been set free, và nếu chúng ta sống một đời sống mà chúng ta biết một cách chắc chắn rằng mình đã được Chúa ngài giải phóng, chúng ta đã được sự, thật được sự tự do. And there are people around you who have yet to experience the truth of God. Trong khi có những người xung quanh của chúng ta, những người lân cận của chúng ta vẫn còn chưa kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa cũng như chính Chúa. Don't be timid or shy. Thì chúng ta đừng nhút nhát. Help them. Giúp đỡ họ. Help them experience the Lord. Giúp đỡ để họ có thể kinh nghiệm Chúa. Help them know God's love. Giúp đỡ để họ có thể biết được tình yêu của Chúa through your life. Xuyên qua đời sống của chúng ta. You know, this past week here at the church, trong tuần qua ở tại nhà thờ tại đây, for those that have been here during the week, đó là các anh chị em có mặt ở tại đây trong tuần, we've been learning about the strength and the purpose of us pursuing after the Lord every day. Đó là chúng ta đã học được cái sức mạnh của việc chúng ta đeo đuổi Chúa, chúng ta tìm kiếm sự hiện diện của Ngài và đời sống của chúng ta chuẩn bị một cách sẵn sàng trong sạch để được Chúa dùng. And something about being in the Lord's presence every day. Có một cái điều phước hạnh đó là khi chúng ta ở trong sự được ở trong sự hiện diện của Chúa mỗi ngày. Is that we are familiar with what it's like to be around our Heavenly Father. Đó là chúng ta thấy quen thuộc với cái việc chúng ta ở bên cạnh Cha thiên thượng của chúng ta. And this past week I've been saying something about the veil that's covering our eyes. Và trong tuần vừa qua chúng tôi cũng nói đến cái việc là có những cái bức màn che
ở trong đời sống của chúng ta. But because of Christ, nhưng mà bởi vì đấng Christ, that veil has been removed. Thì cái bức màn đó đã được cất bỏ. But there's a world that's out here that we live in. Nhưng mà trong thế giới ở ngoài kia mà chúng ta đang sống, where people are still living with a veil covering their eyes. Người ta vẫn còn sống với cái bức màn còn che khuất mặt họ. And they're not able to see the truth or see who Christ really is. Khiến họ chưa thể thấy được chân lý của Chúa và thấy được Chúa như Ngài thật là Chúa. But I praise God. Nhưng mà tôi ngợi khen Chúa. For the new covenant that we have because of Christ Jesus. Cho cái ước, cái giao ước mới mà chúng ta có được ở trong Đức Chúa Giêsu. And this new covenant that the Bible speaks of. Và cái giao ước này mà Kinh Thánh nói đến. It's completely different and even better than what Moses had. Thì nó là một cái giao ước tốt hơn so với những gì mà Môi-se đã có. And it talks about it in the Bible where Moses tried to cover his face because the glory of God was shining on his face. Mà chúng ta biết rằng trong giao ước cũ thì Kinh Thánh nói cho chúng ta rằng Môi-se ông phải lấy cái màn che, cái lớp để che bởi vì sự vinh quang của Chúa đã đọng ở trên mặt ông. But because of Jesus. Nhưng mà bởi vì Chúa Giêsu. And what he's done for us. Và những gì mà Chúa Ngài đã làm cho chúng ta. And the Lord's Spirit that is with us. Và Thánh Linh của Chúa đang ở với chúng ta. We have the Lord's glory inside of our life. Chúng ta có vinh quang của Chúa ở trong mỗi chúng ta. And our life should radiate and reflect his glory everywhere that we go. Và đời sống của chúng ta phải lan tỏa phản ảnh ra sự vinh quang của Chúa bất cứ nơi nào chúng ta đi. But many of us think about the glory of God shining and being a reflection from our life. Và chúng ta, nhiều người thì lại nghĩ đến cái việc mà sự vinh quang của Chúa được phản ảnh cũng như là lan tỏa ra từ chúng ta, phản chiếu ra từ chúng ta. And for many of us, đối với nhiều người trong chúng ta, it's a hard thing to do. Đó là một cái việc chúng ta nghĩ rằng nó là khó để chúng ta có thể thực hiện và sống như vậy. For many of us, we don't know what that really looks like in real life. Bởi vì chúng ta, nhiều người, chúng ta không biết là ở trong cuộc sống hàng ngày chúng ta trong thực tại, việc tỏa ra vinh quang của Chúa xuyên qua đời sống của chúng ta thì như thế nào? For some of us, we think that we can't measure up to what it is that God wants us to be. Có nhiều người thì cảm thấy rằng mình không xứng đáng và chưa đủ tiêu chuẩn để có thể phản ảnh vinh quang của Chúa. But I want us to look at Scripture. Nhưng mà tôi mời anh chị em buổi sáng hôm nay chúng ta cùng xem Kinh Thánh. In 2 Corinthians. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì. Chapter 3. Ở trong chương 3. Verse 12 to 18. Từ câu 12 cho đến câu số 18. And I'll read through it and Pastor Khan will read through it in Vietnamese. Tôi sẽ đọc rồi sau đó Mục sư Khánh sẽ đọc trong tiếng Việt. It says, verse 12, since this new way gives us such confidence, we can be very bold. Vì có niềm hy vọng như vậy nên chúng ta rất dạn dĩ. And we are not like Moses who put a veil over his face so the people of Israel would not see the glory even though it was destined to fade away. Chúng ta không giống như Môi-se lấy màn che mặt mình để con dân Israel không thấy sự kết thúc của hào quang chống tàn. But the people's minds were hardened and at this day whenever the old covenant is being read, the same veil covers their minds so they cannot understand the truth. And this veil can be removed only by believing in Christ. Nhưng lòng họ vẫn cứng cỏi vì cho đến ngày nay khi họ đọc cựu ước, bức màn ấy vẫn chưa cất khỏi họ vì chỉ trong đấng Christ bức màn ấy mới được cất bỏ. Yes, even today when they read Moses' writings, their hearts are covered with that veil and they do not understand. Thật vậy, cho đến ngày nay, mỗi khi nghe đọc sách Môi-se, thì bức màn lại che phủ lòng họ. But whenever someone turns to the Lord, the veil is taken away. Nhưng khi một người trở lại với Chúa, thì màn ấy được cất đi. For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Vì Chúa là Thánh Linh, nơi nào có Thánh Linh của Chúa, thì nơi đó có sự tự do. We have to read that scripture again. Chúng ta cần đọc lại câu Kinh Thánh này một lần nữa. For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Vì Chúa là Thánh Linh, nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có sự tự do. So all of us who have had the veil removed can see and reflect the glory of the Lord, and the Lord who is the Spirit makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Tất cả chúng ta đều để mặt trần mà chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa được biến đổi trở nên giống như hình ảnh của Ngài, từ vinh quang đến vinh quang, vì điều này đến từ Chúa là Thánh Linh. When we look at these scriptures, khi chúng ta cùng suy gẫm phần Kinh Thánh này, there's so much truth. Có rất là nhiều lẽ thật được chứa đựng ở tại đây. When we look at these scriptures, khi chúng ta suy gẫm những câu Kinh Thánh này, you should be asking yourself, chúng ta cần phải đặt câu hỏi cho chính mình, tự nghĩ, tự hỏi. Do I have that veil covering over my heart? Tôi có còn cái bức màn cũng vẫn còn che trên tấm lòng của tôi không?
Have I placed that veil back over my heart? Tôi có lại đem cái bức màn che đó lại che ở trên tấm lòng của tôi một lần nữa không? When I look at the scripture, khi tôi suy gẫm phần Kinh Thánh này, and you see the truth, và chúng ta thấy được lẽ thật được chép ở trong phần Kinh Thánh này. It says where the Lord's Spirit is, there's freedom. Anh chị em, lời của Chúa nói rằng nơi nào có Thánh Linh thì tại đó có sự tự do. If you feel and you're in this room like you are bound or still living a life that is restricted, ask yourself, is the Lord's Spirit around you? Anh chị em, nếu chúng ta có mặt ở tại đây, ở trong phòng này, mà trong đời sống của chúng ta vẫn còn thấy chúng ta bị giới hạn, bị cầm buộc bởi những điều gì đó, thì chúng ta cần đặt câu hỏi là thật, Thánh Linh của Chúa có đang ở trong đời sống của chúng ta không? Is the Lord's Spirit in your heart? Anh chị em, bởi vì Thánh Linh có ở trong tấm lòng của anh chị em không? Because those of us who believe in what Christ has done should be living as free people. Anh chị em, chúng ta là những người tin và chúng ta tin những điều Chúa Giêsu Ngài đã thực hiện xong cho chúng ta. Chúng ta phải là những con người sống trong sự tự do. And not just that. Không phải chỉ như vậy thôi. The scripture that we read today, it starts out in verse 12 that says, since this new way gives us such confidence, we can be very bold. Anh chị em, như chúng ta thấy càng hơn nữa, như câu 12 bắt đầu của phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta suy gẫm ngày hôm nay, đó là vì niềm hy vọng lớn như vậy, nên chúng ta rất dạn dĩ. You know what I believe? Anh chị em có biết tôi tin như thế nào không? If you're a Christian, nếu anh chị em là Cơ Đốc nhân, if you believe in what Christ has done for you, và anh chị em tin những gì Đức Chúa Giêsu đã làm xong cho anh chị em, if you've accepted Christ into your heart, và anh chị em đã tiếp nhận Đức Chúa Giêsu Đấng Christ vào trong tấm lòng của mình, but you aren't living confidently for the Lord or bold, nhưng nếu anh chị em không sống cách dạn dĩ ở trước trong đời sống của mình, I don't want to say this in a mean way, tôi không muốn nói có cái tính cách ở tại đây đó là muốn đánh hại anh chị em. But I'll say it like scripture says. Nhưng mà tôi muốn nói một cách như là lời của Chúa nói. You might still be living life measuring up to the old covenant instead of living in the new covenant. Đó là anh chị em đang sống đời sống dựa trên tiêu chuẩn của giao ước cũ thay vì chúng ta sống ở trong giao ước mới với Chúa. You might still be living life through the relationship of God only measured by doing what's right and not doing what's wrong. Anh chị em có thể vẫn còn sống đời sống mà chúng ta đo lường cái mối liên hệ chúng ta với Chúa và cuộc sống của chúng ta dựa trên những luật pháp và những giao ước cũ ở trong cựu ước. And you're not living life through the freedom of what Jesus has done for you. Nhưng mà chúng ta không sống cho cái sự tự do mà Đức Chúa Jesus Christ đã thực hiện xong cho chúng ta. You're living a life still allowing sin to control you. Chúng ta vẫn còn sống ở trong đời sống mà chúng ta cho phép tội lỗi vẫn còn cai trị trên chúng ta. But to know the truth, nhưng mà khi chúng ta biết lẽ thật, to live out the truth, và sống với lẽ thật đó, to understand that Jesus and God are not people who are just in a book. Anh chị em, để chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu không phải là chỉ là những nhân vật ở trong các trang của Kinh Thánh, but the freedom that we have in our lives, nhưng mà là sự tự do mà chúng ta đang có trong đời sống chúng ta, from depression, khỏi những trầm cảm, from anxiety, khỏi những lo lắng, from fear, những lo sợ, from loss of hope, cái việc chúng ta mất hy vọng, vô vọng. All of these things are made new through God. Điều này được làm mới qua quyền năng của Chúa. All of these things are made new in our lives because of what Christ has done on the cross. Tất cả những điều này đã được làm nên mới vì những gì Đức Chúa Giêsu đã làm xong cho chúng ta tại thập tự giá. So how do you begin to live a life boldly for Christ? Làm sao để chúng ta có thể thật sự sống một cách dạn dĩ cho Chúa, cho Đấng Christ? And why is it so important? Tại sao nó quan trọng như vậy? Why is it so important that we live a life boldly for Christ? Tại sao chúng ta điều quan trọng của việc chúng ta sống một cách dạn dĩ cho Đấng Christ? When I ask that question, khi tôi đặt câu hỏi này, what comes to mind? Thì anh chị em nghĩ đến điều gì trước? Maybe for some of you it's I live boldly for God. Có thể có người trong chúng ta nói ôi tôi đang sống một cách dạn dĩ cho Chúa mà. Maybe for some of you it's why do I need to live boldly for God? Có người khác thì lại đặt câu hỏi nữa là tại sao tôi phải sống dạn dĩ cho Chúa? Why does anyone need to know that I'm a Christian? Tại sao những người khác phải biết tôi là Cơ Đốc nhân? Me knowing what Christ has done for myself is good enough. Cái việc chính tôi biết những gì Chúa Giêsu đã làm xong cho tôi rồi đó là đủ rồi. But that's not what scripture says at all. Nhưng mà chị em, đó không phải những điều mà Kinh Thánh cho chúng ta biết.
We get to live this confident, bold life for Christ because of what he's done in our life and also so that we can be a reflection to the world. Chúng ta cần phải sống cách giảng dị cho Chúa, cho những gì Chúa Ngài đã làm cho chúng ta, nhưng mà còn là để chúng ta phản ảnh Chúa cho thế giới này. In verse 12, trong câu số 12, it says, since this new way gives us such confidence, we can be very bold. Đó là vì niềm hy vọng như vậy nên chúng tôi rất giản dị. In order to live bold for Christ, để chúng ta có thể sống cách giản dị cho Chúa, you've got to know what the new covenant means for your life. Chúng ta cần phải biết cái giao ước mới này đã làm gì cho đời sống của chúng ta. The truth about the relationship with God, cái lẽ thật trong mối liên hệ cá nhân của chúng ta với Chúa, is that if he's not the main relationship in your life, nếu Ngài không phải là mối liên hệ quan trọng nhất ở trong đời sống của chúng ta, it's just a relationship that you keep on the side, thì chúng ta đang kể Chúa là mối liên hệ của Ngài chỉ là cái việc ngoài lề. And you only go to him when you need something. Chừng nào cần thì mới chạy đến gặp Chúa hay là xin Chúa. Or you only go to him when nobody's around. Và chỉ chạy đến với Chúa khi không tìm được một người nào xung quanh mình. Or you only speak to him when nobody's around. Hay là chỉ trò chuyện với Chúa khi không có ai dòm ngó xung quanh chúng ta. You know, in the world, that's called something else. Anh chị em ở ngoài thế giới, ngoài kia, nếu mà chúng ta sống như vậy nữa thì có một cái danh xưng cho những người như vậy. It's like cheating, right? Đó là chúng ta gian lận, phải không? It's like a hidden relationship, right? Giống như một cái mối liên hệ kín dấu, phải không? How come that's frowned upon in the world, but nobody really talks about that in, when it comes to the relationship with God? Why do we hide the relationship that we have that is truly the most important relationship in our life? Tại sao những cái liên hệ vụng trộm, giấu giếm như vậy thì được nói đến ở ngoài kia, trong khi đời sống thuộc linh của chúng ta thì chúng ta lại giấu cái mối liên hệ chúng ta với Chúa thì không ai nói đến điều này. I believe that the veil that is talked about in scripture, tôi tin rằng cái những cái bức màn được nói đến ở trong Kinh Thánh ở tại đây, it's something the enemy uses to stop us from being able to show that glory of God in our life. Đó là những thứ mà kẻ thù sử dụng để có thể ngăn chặn những gì Chúa Ngài muốn làm trong đời sống của chúng ta. And to be able to live boldly for Christ, để chúng ta có thể sống một cách giản dị cho Đấng Christ, we have to know the truth, chúng ta cần phải biết lẽ thật. That the veil is taken off of our hearts and our eyes only through Christ. Đó là cái bức màn đã được cất ra khỏi tấm lòng của chúng ta và khỏi mắt thuộc linh của chúng ta, bởi vì qua Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đã được điều đó. We can't allow, chúng ta không thể cho phép our lives, đời sống của chúng ta, to give the enemy, cho kẻ thù that veil back, có cái cơ hội để đem cái bức màn đó lại che mắt chúng ta nữa. You can't allow the enemy to play games with your sight and your heart. Chúng ta không cho phép, chúng ta không thể cho phép kẻ thù sử dụng những cái việc để nó chơi cái trò chơi để làm mù mắt mù lòng của chúng ta. That in the world that we live in right now, chúng ta trong thế giới mà chúng ta đang sống ngày hôm nay, people are looking for the truth. Người ta đang đi tìm chân lý. I believe, tôi tin rằng if Jesus was here in the flesh, nếu Đức Chúa Giêsu vẫn còn ở tại đây trong thân xác con người, walking around Houston, Texas, và Ngài đang sống ở tại đây và đi lại trên thành phố Houston, Texas này, sure, things would be very, very different. Thì chắc là việc nó sẽ rất là khác. One man, một người made such a difference in the Bible, đã để lại một cái ảnh hưởng hết sức là lớn lao được chép lại cho chúng ta trong Kinh Thánh. But because of the new covenant, nhưng mà bởi vì giao ước mới, Jesus is in all of our lives. Đức Chúa Giêsu bây giờ ở trong tất cả mỗi một chúng ta. So everywhere that we are in the world, cho nên bất cứ nơi nào chúng ta đi ở trên thế giới này, that's why it's important for us to reflect him. Đó là lý do tại sao hết sức là quan trọng để chúng ta phản ảnh Chúa. That's why it's important to have his spirit in your life. Đó là lý do tại sao chúng ta cần có Thánh Linh của Chúa ở trong đời sống chúng ta. Do you understand when you allow the enemy to put the veil back over your life, you're dampening the reflection of Christ. Anh chị em có hiểu rằng khi chúng ta cho phép kẻ thù vẫn che cái màn đó trên đời sống của chúng ta, thì nó đã che đậy đáng lý cái sự phản ảnh mà chúng ta cần có để chúng ta phản ảnh mỹ đức của Chúa cho thế giới của chúng ta. You know what I'll never understand? Anh chị em có biết cái điều mà tôi không bao giờ hiểu nổi? I hope this is nobody in the room. Tôi hy vọng rằng đây không áp dụng cho hay là đúng cho một ai ở trong phòng này. People, những con người that wear, đã ăn mặc sunglasses at night, mang mắt kính đen, kính râm vào buổi tối. Why? Tại sao? You can't see anything. Đeo như vậy thì không thấy gì hết. I know you just want to look cool. Tôi biết là nhìn muốn nhìn cho thấy nó cool.
It's cool, Vietnamese, whatever. People just want to hide something. Cho nó ngầu. Người ta muốn che đậy một cái gì đó. Come on, be honest. Thành thật đi anh chị em. People that wear sunglasses at night. Những người mà mang mắt kính đen vào buổi tối. Or people that wear sunglasses in a building. Hay là những người mang kính mát ở trong bên trong nhà thờ, là bên trong phòng, you trong know, nhà. You know they really can't see clearly. Chúng ta biết rằng khi mang kính như vậy họ sẽ không thấy một cách rõ ràng đâu. Now imagine. Nhưng mà chúng ta thử hình dung. What life looks like. Cái đời sống sẽ như thế nào? As a believer. Và là con gái Chúa. Who's allowed the enemy to still put a veil over their eyes and heart. Và chúng ta cho phép kẻ thù vẫn còn che mắt thuộc linh của chúng ta cũng như tâm lòng của chúng ta. You look like one of those people that wear sunglasses in the dark. Thì chúng ta thật sự giống như những người mang kính râm kính đen ở trong nhà. You think you're hiding. Mình nghĩ rằng mình có thể trốn ở phía sau cái kính đó. But you stick out like a sore thumb. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta đang nổi bật nhất ở trong cái hoàn cảnh đó, ở trong căn nhà đó. You're only hiding from the truth. Chúng ta chỉ lẩn trốn phía sau, hay là lẩn trốn lẽ thật. When I think about being able to shine his light, being able to reflect who he is. Khi tôi suy nghĩ đến vấn đề để chúng ta có thể phản ánh Chúa của chúng ta là đứng như thế nào. I think about pride. Tôi nghĩ đến những cái giá. And not in a negative way. Không có cái ý ở trong cái ý tiêu cực. I have pride. I have true confidence in the fact that I am a believer and I'm in the family of Christ. Xin lỗi khi nãy tôi dịch sai, nhưng mà là một cái niềm hãnh diện. Hãnh diện tại đây không phải là mình kiêu ngạo, nhưng mà là hãnh diện vì mình là ai ở trong Chúa và được ở trong gia đình Chúa. And I want to say this right now. Tôi muốn nói điều này ngay lúc này. Before people start to like say negative things. Trước khi người ta có thể bẻ cong sự thật và nói những điều tiêu cực. I don't like what they did in the entry of the Olympics. Tôi không có thích điều mà người ta đã làm ở trong cái buổi khai mạc của Thế vận hội. But I'm sorry, I'm not somebody that boycotted not watching the Olympics. Nhưng mà tôi không phải là một trong những người đó là mình tẩy chay luôn Thế vận hội, cho nên đã không xem những cái môn thi đấu ở trên Thế vận hội. I don't believe that the athletes had a say so in what happened in the intro of the Olympics. Tôi biết rằng tất cả những vận động viên này họ không có tiếng nói trong cái việc quyết định của cái việc diễn một cái mảnh phỉ báng Chúa ở trong cái màn khai mạc. So I don't want people online or people in the room to say, Pastor Sam watches the Olympics. Thì tôi không muốn rằng có ai đó theo dõi ở trên mạng thì họ nói rằng sư Sam mà cũng xem Thế vận hội sau khi nói như vậy. I'll just clarify it for you. Tôi muốn làm sáng tỏ vấn đề tại đây cho anh chị em. Many of you have gone to a restaurant that you saw the idol at the front door, but you still walked in and you still ate at that restaurant, right? Yeah, anh chị em. Chúng ta đi đến tiệm ăn, chúng ta thấy có cái bàn thờ ông địa hay là thần tài ngay trước đó đó, nó đang thờ cúng đủ thứ mà chúng ta vẫn ngồi trong đó ăn, phải không? At every Asian restaurant, come on. Tiệm ăn của người Á Châu của chúng ta tiệm nào cũng có. I only say that. Tôi chỉ nói như vậy. Because there are athletes who truly praise God even in the midst of everything that went on. Vì có những vận động viên vẫn hết lòng ngợi khen Chúa của mình giữa những tất cả những điều đang diễn ra ở trong Thế vận hội. To shine and reflect his glory means to do it in a world where they're trying to dampen his glory. Anh chị em, để làm sáng danh Chúa, để phản ảnh Chúa, thì chúng ta thấy rằng họ đã làm ở giữa một cái thế giới, ở trong cái thế vận hội mà những người có thẩm quyền đang tìm cách để che đậy cũng như là giới hạn sự vinh hiển của Chúa. In the spiritual side of it, ở trong cái lĩnh vực thuộc linh, you see what the enemy is trying to do. Chúng ta thấy việc kẻ thù đang làm. But even in these athletes, nhưng mà ở trong đời sống của những vận động viên này, they're still giving God glory. Họ vẫn dâng vinh hiển cho Chúa cho những việc họ làm. When I watch the highlights of the Olympics, khi tôi xem những cái đoạn phim video về Thế vận hội, it's incredible to see top performing athletes compete. Trong những cái clip đúc kết này, chúng ta thấy rằng thật là một cái điều hết sức là phấn khích để chúng ta có thể quan sát những vận động viên nổi bật ở trong kỳ Thế vận hội. I watched
people scale an entire wall in less than 5 seconds. Anh chị em thấy có những người chơi cái môn leo núi đó, có thể leo một cái vách tường ở trong một cái mức độ cao như vậy, nhưng mà nhanh chỉ trong vòng chưa đầy 5 giây, họ đã đi từ đất lên đến đỉnh. I can't even get out of my chair faster than 5 seconds. Tôi có thể là nói rằng mình không bước ra khỏi cái ghế của mình nhanh hơn là 5 giây như vậy. Be honest. Hãy hiểu anh chị em, chúng ta thành thật đi. Some of us are like, oh. Nhiều người trong chúng ta là phải khó khăn ý ạch lắm mới có thể bước ra khỏi ghế của mình, hay là chúng ta rên xiết bởi vì thân thể của chúng ta đang đau nhức. I don't know the caliber at which they train to do what they do. Tôi không biết được cái sức của cái mức luyện tập của họ phải đến như thế nào để họ có thể làm điều họ đã làm. I watch the US women's and men relay race. Tôi xem cái cuộc chạy đua tiếp sức của đội của Hoa Kỳ ở tại đây. And I had to catch what I was saying. Tôi phải bắt gặp và ráng cầm giữ cái ngôn ngữ của mình. I'm sitting in the chair eating flan. Tôi đang ngồi ở trên cái ghế đang ăn bánh flan. I said, she doesn't even look like she's running fast. Tôi nói rằng, oh, nhìn cái cô này có vẻ dường như là không có chạy nhanh à. I'm eating flan. Tôi đang ngồi và ăn bánh flan. I'm like, he doesn't even look like he's running that fast. Cái người này thì thấy dường như là cũng không phải là khó nhọc để chạy nhanh. I said, there's no way they're gonna win this. Thì mới đầu tôi nhìn tôi nói chắc là không thể nào mà thắng giải huy chương vàng. There's no way they're gonna win this. Không cách nào. There's no way he's actually gonna win this. Không thể nào có thể thắng được huy chương được. Oh my goodness, he's about to win this. Nhưng mà anh ta sắp sửa về điểm điểm đích. And he go, and these athletes. Những vận động viên này. Do the impossible. Họ đã làm những chuyện không thể làm được, bất khả thi. With ease. Một cách rất là dễ dàng đến cái độ chúng ta nhìn thấy quá dễ. And all of that. Và tất cả những điều đó is amazing. Rất là tuyệt vời và lạ lùng. But you know what gets me pumped up even more? Anh chị em có biết cái điều mà làm cho tôi càng phấn khích và thích thú để xem cái cảnh đó không? The pride that they have for USA. Cái niềm hãnh diện của họ khi họ được đại diện quốc gia của mình, nước Hoa Kỳ này. That they're doing this for the United States of America. Họ làm và họ thi đấu cho cái vinh dự mà họ có được để đại diện nước Mỹ này. They are prideful in something that they're doing to represent a team that they're on. What does that sound like? Anh chị em, họ kể là mình được vinh dự và hết sức là vinh hạnh để có thể làm những công việc mình đang làm, giữ cái môn mà mình đang tham dự cho cái đất nước của mình. That's how we should be for Christ. Anh chị em, đó đáng lý cũng phải là thái độ của chúng ta cho đấng Christ. You should be prideful about being a child of God. Chúng ta cần phải hết sức là hãnh diện vì chúng ta là con của Đức Chúa Trời. And I'm not saying pride in a mockery kind of way. Anh chị em, ý của tôi không nói đến cái kiêu hãnh hay là hãnh diện một cách tiêu cực như thế này. But I'm saying pride in being proud of representing Christ every day. Nhưng mà tôi nói đến cái niềm kiêu hãnh ở tại đây là được hãnh diện để đại diện Chúa mỗi ngày. Let me ask you a question. Cho tôi hỏi anh chị em một câu. Let me ask you a question. Cho tôi hỏi anh chị em một câu. If you were to compete in something for Christ, what are you good at? Anh chị em, nếu ngay bây giờ anh chị em tham dự một cái môn gì đó để anh chị em đấu cho Chúa của chúng ta, thì anh chị em sẽ chơi môn nào? I'll tell you something. Tôi sẽ nói anh chị em điều này. Many of you in this room. Nhiều người trong chúng ta trong phòng này. Just like myself. Thì cũng giống như chính tôi. I'm just gonna be honest. Tôi muốn thành thật ở tại đây. It's not my heat. Thì là nó không phải là cái ngành chuyên môn của tôi. I bet you. Tôi có thể gầm đoàn với anh chị em, đánh cược với anh chị em. That you can't outpray whoever's praying in there right now. Không ai ở tại đây có thể là cầu nguyện hơn những người đang cầu nguyện trên phòng cao trong phòng chiến ngay lúc này. Some of you are like, oh, there's people praying up there. Có người sẽ nói, ủa, có người trên phòng chiến đang cầu nguyện à? What do you do for the Lord? Anh chị em, điều gì anh chị em có thể làm cho Chúa? That you know, mà anh chị em biết rằng, with all confidence in your heart, với tất cả những cái lòng tin, tự tin anh chị em có trong tấm lòng của that mình, you could boldly and confidently do it right now. Đó là anh chị em có thể dạng dĩ và làm cái điều đó ngay lúc này. What is it? Điều đó là điều gì? Because when the truth, bởi vì khi lẽ thật is revealed to your life, bày tỏ trong đời sống anh chị em, you know exactly what it is that the Lord has created you for. Và anh chị em biết một cách rất là chính xác, rõ ràng, Chúa ngài đã dựng nên anh chị em để làm gì. There are some people in this room right now.
Có người ở trong phòng này ngay bây giờ. They are the best at evangelism. Họ là những người rất giỏi và rất kết quả ở trong việc truyền giáo. There are some people in this room right now. Có người ở trong phòng này lúc này. Who are created for the worship team. Họ đã được Chúa ngài dựng nên cho cái công việc là họ là thành viên ở trong ban hát dẫn ngợi khen thờ phượng. There are people in this room. Có những người trong phòng này. Who preaching is your thing. Giảng lời của Chúa là công việc của họ. There are people in this room. Có những người trong phòng này. Where media is your thing. Thì ban truyền hình là công việc của họ. Hospitality is your thing. Cái việc tiếp khách, tiếp tân là việc của họ. So do it with pride, do it with joy for the Lord. Anh chị em, khi chúng ta làm những công việc đó, hãy làm với đầy cái lòng vui mừng và hãnh diện mình được làm cái công việc này cho Chúa. When people meet you, khi người ta gặp anh chị em, do they even know you play on team Jesus? Thì người ta có biết là anh chị em đang chơi trong đội của Đức Chúa Giêsu Christ không? That's really quiet. Cái yên lặng ở trong phòng này hơi yên lặng nha. It's crazy. Anh chị em thấy quái gở không? That he used to be known. He told us last week. That's why I can say it, okay? Như là mục sư Khánh đã nói, ông đã từng biết đến và nổi tiếng. He could outdrink some people. Là có thể uống rượu hơn nhiều người. He probably told the funniest jokes. Có thể là đã nói những câu chuyện tiêu lâm. But then the Lord changed his life. Nhưng mà Chúa đã thay đổi đời sống của mục sư. Now I'll tell you this. Và tôi có thể nói với quý vị như thế này. He can outspeak anybody. Ông mục sư Khánh có thể giảng lời Chúa hơn nhiều người. He can bring many people. Họ có thể đem nhiều người đến với Chúa. To receive. Để có thể đón nhận. The living water of Christ. Cái nước hằng sống của Chúa Giêsu ban cho. And he's proud and he has joy about being on team Jesus. Và rất là hãnh diện và có thể hãnh diện để nói rằng mình đang ở trong đội của Đức Chúa Giêsu Christ. You can only live boldly for Christ. Anh chị em, chúng ta chỉ có thể sống cách dạng dĩ cho Đấng Christ. When you know. Khi chúng ta biết that the veil is off of your heart and your eyes. Đó là cái bức màn đã được cất khỏi mắt và tấm lòng của chúng ta. And you no longer want to live that old life. Và chúng ta không còn muốn sống cái lối sống cũ nữa, đời sống cũ nữa. But if you don't live a bold life, và nếu anh chị em không thể sống một sự sống dạng dĩ, and you're not living it confidently for the Lord, và cũng không sống một cách gọi là với một cái niềm tự tin chúng ta làm cái điều này là làm cho Đấng Christ, how will people around you, thì làm sao những người lân cận của chúng ta be able to have an understanding of the veil that's covering their eyes, có thể biết và thấy được, nhận diện được cái bức màn đang che mắt của họ. So it's our job. Cho nên đó là công việc của chúng ta. To run this race in the world. Để có thể chạy cái cuộc đua này trong thế giới của chúng ta. And win gold every time for the Lord. Và sẽ đạt huy chương vàng mỗi lần chúng ta làm cho Chúa. That everything that you do. Để tất cả những điều chúng ta làm. You do it for the Lord. Chúng ta làm là làm cho Chúa. That everything in life that you do, you do it for the Lord. Để mỗi việc chúng ta làm cho trong đời sống này là chúng ta làm cho Chúa. Guess what? Anh chị em đón biết điều gì? I know you may say it a different way. Tôi biết là anh chị em có thể lập luận khác hơn. But in this world, nhưng mà trong thế giới của chúng ta hôm there's nay, only two teams. Chỉ có hai đội. You can't play on both. Chúng ta không thể chơi cho cả hai đội. The Bible says that. Kinh Thánh nói như vậy. You can't serve two masters. Chúng ta cũng không thể nào làm tôi hay chủ. You can't jump between teams every day. Chúng ta không có nhảy qua đội này rồi qua đội kia mỗi ngày. You don't see someone representing Team USA and then jumping to represent Team Vietnam. Lord, I wish they did because Vietnam would win some medals. Anh chị em, nếu chúng ta nhìn thấy một người không thể ngày hôm nay hay là một trong một trận đấu thì là đại diện cho nước Mỹ này, rồi một trận khác thì nhảy qua đại diện cho nước Việt Nam. Tôi hy vọng rằng có thể làm điều đó. Thì nếu như vậy thì Việt Nam sẽ được nhiều huy chương lắm á. True. Phải không? Our job is to help others. Công việc của chúng ta là để giúp những người khác. Who cannot see because their heart or their eyes are still covered by the veil the enemy has. Là những người không thể thấy một cách rõ ràng được vì kẻ thù đã làm mù lòng họ. 2 Corinthians, Corinto thứ nhì, chapter 4, chương 4, verses 3 to 7. Từ câu 3 cho đến câu số 7. It says, if the good news we preach is hidden behind a veil, it is hidden only from people who are perishing. Nếu tin lành của chúng tôi có bị che khuất, thì chỉ che khuất đối với những người bị hư mất. And Satan, who is the god of this world,
has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Satan, thần của đời này, làm mù lòa tâm trí của những người vô tín, để họ không thấy ánh sáng của tin lành vinh quang của Đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời. You see, we don't go around preaching about ourselves. We preach that Jesus Christ is Lord, and we ourselves are your servant for Jesus' sake. Vì chúng tôi không rao giảng chính mình, mà rao giảng Đức Chúa Jesus Christ là Chúa, và bản thân của chúng tôi là đầy tớ của anh em vì Đức Chúa Jesus. Look at verse 6. Chúng ta cùng xem câu số 6. Tell your neighbor next to you. Hãy nói với người ngồi kế bên cạnh bạn. Look at verse 6. Hãy cùng xem câu 6. Not your phone, just kidding. Okay, for God who said, let there be light in the darkness, has made this light shine in our hearts, so we could know the glory of God that is seen in the face of Jesus Christ. Bởi Đức Chúa Trời là đấng phán rằng ánh sáng phải chiếu ra từ bóng tối, đã soi sáng lòng chúng tôi, ban ánh sáng để hiểu biết vinh quang của Đức Chúa Trời trên gương mặt Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Verse 7. Câu số 7. We now have this light shining in our hearts, but we ourselves are like fragile clay jars containing this great treasure. This makes it clear that our great power is from God, not from ourselves. Nhưng chúng tôi đựng báu vật này ở trong bình đất để bày tỏ quyền năng tối thượng này đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải đến từ chúng tôi. The light that we have in our life. Anh chị em, ánh sáng mà chúng ta có trong cuộc đời của chúng ta is a reflection. Nó là cái phản ảnh of Christ. Đấng Christ. And we are like fragile jars. Chúng ta như những cái bình dễ bể bằng đất. What we have inside. Nhưng mà điều mà chúng ta chứa bên trong. People have to know. Thì người ta cần phải biết. That what we have is from him. Đó là những gì mà chúng ta đang chứa bên trong của mình, chúng ta có đến từ Chúa. And we don't take credit for what it is that the Lord is doing in our lives. Chúng ta không được lấy điểm những gì Chúa Ngài đã làm trong đời sống của chúng ta. But we use that to give God glory. Nhưng mà chúng ta dùng cái điều đó là cái cớ để chúng ta dâng cho Chúa sự vinh hiển. Many people, nhiều người have asked, đã hỏi, Pastor Sam, where did you learn how to do this? Pastor Sam đã học để làm những điều này ở đâu? I say church. Tôi nói ở trong hội thánh. So I learned it from God. Tôi học từ nơi Chúa. I don't hide it. Tôi không có giấu điều đó. I don't lie about it. Tôi cũng không dối gạt điều này. Exactly how it is. Tôi chính xác cho họ biết cái nguồn đến từ đâu. I don't deserve the glory. Vì tôi không đáng để nhận cái sự vinh hiển cho việc những việc đang diễn ra trong đời sống của tôi. It's all for God. Bởi vì tất cả là làm cho Chúa và vì Chúa. Some people have asked me. Có nhiều người hỏi tôi. How'd you learn to preach? Mục sư học để giảng kinh thánh từ đâu? All from God. Tất cả đều do Chúa dạy. Pastor Sam. Pastor Sam. How did you learn how to play drums? Sao để biết để học mà để mà đánh trống? All from God. Đến từ Chúa. Pastor Sam, how did you learn how to play guitar? Pastor Sam học đánh tay băng cầm hồi nào? All from God. Đến từ Chúa. I give him glory. Tôi dâng cho Chúa sự vinh hiển. In everything that I do. Trong mọi việc tôi làm. Not to be boastful in a prideful way. Không phải là để kiêu hãnh nói lên cái hãnh diện của mình ở trong một cái tính cách tiêu cực của sự hãnh diện. But to give him glory so others can see. Nhưng mà dâng cho Chúa sự vinh hiển để người khác có thể thấy được. That I am truly nothing without him. Đó là tôi thật sự không ra chi và không có gì nếu không có Chúa. And I can only do what I do because I know it's from him. Tôi có thể làm những điều mà tôi đã làm là bởi vì tôi biết cái nguồn đến từ đâu, đến từ Chúa. Recently, trong những ngày gần đây, I've had trouble with my eyes. Tôi có vấn đề đối với ánh mắt của mình. I try to fight it for a long time. Tôi ráng cố gắng chiến đấu với điều này trong nhiều ngày. And it got to the point where it was unbearable. Và đến một cái lúc thì tôi không chịu nổi nữa. I wish I had a sister that was a doctor. Tôi hy vọng rằng tôi có một người chị của mình là bác sĩ mắt. And then I remembered, I do. Và tôi lại sực nhớ, oh, chị của tôi là bác sĩ mắt. She would be mad if she heard that. So if she's listening, she's gonna like come in here. Chắc là chị của tôi mà nghe cái chuyện này mà tôi đã từng suy nghĩ như vậy, chắc là giận lắm rồi sẽ chạy vô đây liền. And not only is she a doctor, but she's a doctor for the eyes. Chẳng những chị của tôi là bác sĩ mà còn là bác sĩ nhãn khoa nữa chứ. And so, cho nên, I texted her. Tôi gửi lời nhắn tin cho chị tôi. I said, tôi nói, I'm having trouble with my eyes. Tôi có em có sự khó khăn về ánh mắt của mình. She goes, "What do you mean?" Chị của tôi hỏi gì chứ? Ý của em muốn nói gì? I said, "I'm having a lot of pain in my eyes." Rằng
Em thấy có bị đau nhức ở trong mắt. She goes, what did you do? Thì chị của tôi hỏi em đã làm gì. And I said, I don't know. I woke up and I literally feel like somebody punched me in my eye. Thì tôi nói rằng mỗi sáng thức dậy tôi thấy giống như ai đấm thẳng vào trong cái tròng mắt của mình. She wrote, did Jeannie? No, I'm just kidding. It's not Jeannie. It's not Jeannie. Chị của tôi nói là phải Jeannie là thủ phạm. No, không phải. Did Easton? No, not Easton either. Phải Easton không? Không phải Easton. Something was wrong with my eyes. Nhưng mà có gì đó nó sai trật ở trong mắt của tôi. She said, let me see if I can fit you in the schedule. Thì chị của tôi đã nói rằng để có thể xem coi ở trong cái lịch của văn phòng thì có thể cho em vào, xen vào hay không. You need to come see me soon. Em phải vào và gặp chị sớm. So she somehow made a way and I was able to come see her. Và cuối cùng thì chị tôi đã sắp đặt được thời khóa biểu và tôi có thể đến để gặp chị tôi. Now, I think the Vietnamese genes inside of me. Thì tôi nghĩ rằng cái gen người Việt Nam ở trong tôi á. It's like if you don't go to the doctor, then you don't know what you have, so then you're okay because you don't know, right? Vì chúng ta không có đi bác sĩ thì chúng ta không biết mình có bệnh gì. Như vậy mình không đi bác sĩ thì mình không có bệnh, phải không? And Ron sitting right there like, mm-hmm. And Dương sitting right there like, mm-hmm. Bác sĩ Ron đang ngồi tới đó nói phải rồi và bác sĩ Dương ngồi đây cũng nói rằng đúng rồi đó. Người Việt chúng ta suy nghĩ như vậy. And it's like when we get the paper of what's wrong with us, we're like, no way. Và chúng ta thấy cái giấy báo về kiểm tra sức khỏe chúng ta nhìn nó rằng không thể tin nổi. There's no way I have this problem. Không thể nào tôi có cái nan đề này. Well, how would you know if you never went? Để chúng ta làm sao biết được nếu chúng ta không đi khám xét. So, I went to see my sister. And cuối cùng thì tôi đã đi và gặp chị của tôi. And this is her specialty. Ở đây là cái ngành chuyên môn của chị tôi. To help people with their eyes. Để giúp cho những người gặp khó khăn liên quan đến mắt của họ. This is going to sound really, really bad. Điều mà quý vị sắp nghe rồi nghe nó rất là tệ. I haven't had an eye exam. Tôi không có đi khám mắt. Maybe. Có thể là 5, 6, 7 years. 5, 6, 7 năm về trước. You say, oh, but some of you are wearing the same glasses for like 10 years. Quý vị có ai nói rằng, oh, nhưng mà quý vị đeo cùng một cái mắt kính với cái độ đó bao nhiêu năm rồi? Some of you only go see the doctor when your insurance is about to run out. Và có một số đó thì là chỉ đi gặp bác sĩ khi bảo hiểm của mình sắp hết. Or when something is wrong, you're like, oh, I need to go to the doctor. Và chúng ta nhiều người khi chúng ta thấy rằng cái sức khỏe của mình nó tồi tệ lắm rồi đó, mới la lên là chắc tôi phải đi gặp bác sĩ. Guess what I know? Anh xem. Làm sao để tôi biết? All the parents in this room, you have signed up your kids to go see the doctor because school's about to start. À, rất là nhiều phụ huynh ở tại đây đã ghi danh cho con của mình đi gặp bác sĩ để khám bởi vì sắp sửa tụ trường trở lại. I know. Tôi biết. She looked at my eyes. Thì chị tôi đã xem và xét cũng như khám mắt của tôi. And she was like, Sam. Chị nói rằng, Sam ơi. What did you do? Em đã làm cái gì? She was like, underneath your eye, it's so swollen. Ở dưới mắt của em, cái màng của mắt, võng mạc thì đang sưng rất là nhiều. And I said, I don't know. Thì tôi nói rằng, em đâu có biết đâu. How should I know? Làm sao mà em biết được chuyện chuyên môn này? You tell me. Chị nói cho em biết đi. I'm probably the worst patient. Chắc có lẽ tôi là một cái người bệnh nhân là tệ nhất đây. And she did the exam and she told me what was wrong with my eye. She gave me the medicine for it. Chị của tôi đã khám mắt cho tôi và đã cho toa thuốc cho tôi. And then she said, và chị của tôi nói, we're going to do an exam now. Chúng ta bây giờ là sẽ làm cái việc khám mắt nha. I said, hey, okay, cool. Tôi nói rằng, được, cứ làm. We did the exam. Sau khi chúng tôi, chị tôi khám mắt. Can you see that? Thì hỏi gì chứ, có thấy cái đó không? Read the letters. Hãy đọc mấy cái chữ đó đi. I said, it's a little dark in here. Can you turn the lights on? Tôi nói rằng, có dường như là hơi tối trong này đó. Em bật đèn lên đi. She said, Sam, look at the screen. What do you see? Thì chị của tôi nói rằng, nhìn ở trên cái màn hình coi, đang thấy được cái gì? I said, I don't see anything. Nói rằng, em không thấy được gì hết. She goes, okay. Thì chị nói rằng, không sao. And you know what the doctors do. One or two, one or two. Chúng ta đi khám mắt rồi. Tốt số 1 hay là tốt số 2, số 1 hay là số 2. You know, I mean, we all know, nothing changes between 1 and 2. Come on, be honest. Chúng ta biết là không có gì thay đổi giữa cái số 1 với số 2. And then they say, what about 3? Rồi bảo, thế nào thì cái thứ 3 là sao? And you say, I can see. They nói, oh, tôi thấy rồi. But you know, they only went back to number 2 and you didn't know it.
chúng ta biết rằng họ chỉ trở lại với cái hình thứ hai mà chúng ta không biết thôi. And I was like, she was like, what about the other eye? Let's do the other eye. Chị tôi hỏi còn con mắt kia thì sao? I said, I can't read that. Rằng, em cũng không đọc được. And she goes, okay, what about here? Thì chị nói rằng, rồi bây giờ thì sao? Nope. Không. Okay, what about here? Rồi bây giờ thì như thế nào? I said, yeah, yeah, I can read that. Thì tôi nói, có bắt đầu có thể đọc được rồi đó. She goes, Sam. Chị tôi nói rằng Sam. She said, for the last 5+ years. Đó là hơn 5 năm trải qua. You've told me. Em đã nói với chị. That this was your prescription. Đây là cái độ cận của em. You've been wearing contacts that are way too powerful for your eyes. Em đã mang cái mắt kính áp tròng, nó cái độ của nó quá nặng so với con mắt của em. I said, yeah, I know. I ran out of contacts, so I just took Jeannie's new ones and I started wearing them. Thì nó nói rằng thì đúng rồi, tại vì em không còn có cái kính áp tròng contact lens của mình nữa, không có, nên lấy của vợ của em là Jeannie để em mang thôi. I said, we're close in vision. Nói rằng em cùng cận một cái mức độ giống nhau mà. I said, she's like 350, I'm like probably 3, so it's not that far off. Thì vợ của em là 3.5, còn em là khoảng 3 chấm, thì nó đâu có khác bao nhiêu đâu. She said, you think that you're 3 or 350? Chị của tôi mới nói rằng em nghĩ rằng em là 3 độ hay là 3 độ rưỡi à. She says, you know you're only like 2.25 and only 250 in the other? Nói rằng thật ra thì mắt của em chỉ có 2 độ và con mắt bên kia là chỉ 2 độ rưỡi thôi. I said, how would I know that? Thì tôi nói làm sao mà biết được. She said, Sam, try these on. Thì chị của tôi mới nói rằng bây giờ thử cái này đeo vô coi. I put them in. Tôi bỏ cái contact lens kính áp tròng vào. I told you I'm a bad patient. Anh chị em, tôi đã báo cho anh chị em, đã nói trước với anh chị em là tôi là cái bệnh nhân rất là khó. I knew in my mind the prescription was supposed to be higher because that's what I used to wear, right? Anh chị em, thì tôi nghĩ rằng chắc là cái contact lens của mình chắc là phải cái độ nó cao hơn bởi vì tôi cái số mà tôi đã từng mang. I said, nah, this is too weak. I can't see anything. Tôi nói rằng, cái này nó thấp quá, cái độ của nó nhẹ quá. Không có thấy gì hết. She goes, no, trust me, I know. Thì chị cô nói rằng em phải tin chị. Chị biết cái việc chị đang làm mà. She said, go outside. Bây giờ bước ra ngoài. And go look out the windows and see if you can see clearly. Rồi nhìn ra cửa để xem coi mình có thể thấy rõ ràng không. I was in denial. Anh chị em, tôi muốn chạy trốn sự thật. Because for 5+ years, I thought I knew what I knew, so I wore what I wore. Cho nên đã hơn 5 năm, tôi nghĩ là tôi biết cái độ của mình. Cho nên tôi đã mang cái kính áp tròng theo cái độ mà tôi nghĩ đó là cái độ của mình. I was so in denial. Anh chị em, tôi ở trong cái chỗ muốn trốn cái sự thật đến cái mức độ. You know me, I'm a people person, right? Anh chị em biết tôi là người thường hay dễ dàng để giao thiệp với người. Everybody knows I'm Dr. Wynn's brother now. Bây giờ thì tất cả mọi người trong phòng đều biết tôi là em trai của bác sĩ Quỳnh Khánh Linh rồi. She's in the office though. Chị của tôi thì đang còn ở trong phòng khám. And I'm at the front. Thì tôi bây giờ đang ra phía trước. I said, hey, can you all come here really quick? Tôi nói rằng tất cả mọi người xin gom lại đây nghe tôi nè. Look out the window right now. Xin nhìn ra ngoài cửa coi sao. How far can you actually see? Thì các bạn có thể thấy được đến bao xa? Trying to test to see if my sister corrected my vision or not. Thì tôi muốn thử xem coi chị của tôi thật sự đã đo đúng cái độ của mắt của tôi hay là không. They're like, oh yeah, we can read all that. Thì những người trong phía trước của văn phòng nói rằng, chúng tôi thấy được hết tất cả những thứ đó. I was like, okay. Tôi nói rằng, như vậy là cũng tốt nha. Later when she comes home, she sees me and goes, Sam. Thì sau đó thì chị của tôi về tới nhà gặp tôi và nói, Sam. One of the doctors that works with her, that's... Một trong những bác sĩ ở trong văn phòng đó cùng làm việc với chị tôi. Said, did your little brother not trust that you were a good doctor or something? Cái bác sĩ này hỏi gì chứ? Bác sĩ có biết là em của bác sĩ không có tin là bác sĩ là người có khả năng giỏi. He got the entire staff to look out the window. Đã bắt và thuyết phục tất cả mọi người, nhân viên làm việc ở tại đó, nhìn ra phía cửa giùm. She goes, oh, my brother. Thì chị của tôi nói, đó là em của tôi, em trai của tôi. I was living life. Tôi đã sống một đời sống. Thinking I knew what was better for my vision. Tôi nghĩ rằng mình biết, mình có cái kiến thức cho cái việc tốt hơn cho ánh mắt của mình. Not knowing I was doing things that was straining my eyes. Không biết rằng mình đã làm công việc làm cho mắt của tôi nó mệt. Until I saw somebody who's a professional.
cho đến chừng tôi gặp một cái người chuyên môn whose job is correcting people's vision. Là người giúp đỡ để có thể chỉnh đốn ánh mắt của những người, những bệnh nhân của mình. Who was able to do all the things that I needed for me to have better vision, but also the pain in my eyes was gone probably the very next day. Và đã làm tất cả những gì có thể được để có thể giúp đỡ cho tôi, để tôi có thể có một cái độ chính xác với lại contact lens chính xác. Và nó chỉ trong vòng một ngày thôi thì tất cả những cái đau nhức của tôi đã biến mất. Our job, công việc của chúng ta as believers, là những người tin Chúa, as people who understand, là những người hiểu, who know what it's like to live a spiritual life that is free from a veil that's covering our vision. Là những người đã kinh nghiệm và biết cái sự sống tự do như thế nào khi chính mình đã được Chúa Ngài cất khỏi cái màn che ở trong ánh mắt thuộc linh của chúng ta. To be able to see spiritually the things the enemy is trying to do ahead of time. Để có thể thấy trước những điều mà kẻ thù toan định làm. Our job is to help others who are just like me, who think they know better and can see. Và công việc của chúng ta đó là giúp đỡ những người giống như tôi nghĩ rằng mình đang thấy. There are many people who are living life not understanding the truth of what Christ can do for them. Nhiều người sống một đời sống nhưng mà không hiểu biết một cách rõ ràng và sự thật của một cái cuộc đời mà Chúa Giêsu muốn họ sống. But it's our job. Nhưng mà đó là công việc của chúng ta. As people who can truly see the light, truly see who God is. Là những người thật sự đã thấy ánh sáng của Chúa, là những người đã thật sự biết và thấy Chúa chính xác như Ngài là ai. To help those. Để giúp đỡ những người who are still living a life. Vẫn còn sống một đời sống. With vision that is covered. Với cái ánh mắt thuộc linh của mình đã bị lầm mù và bị che bởi kẻ thù. My sister always says this to me. Chị của tôi thường hay nói với tôi điều này. Sam, you have one set of eyes. Tức là Sam, em chỉ có một cặp mắt. If you don't take care of them, nếu không chăm sóc nó, that's it. Đó là tất cả những gì em có đó. People in life, anh chị em có nhiều người trong cuộc sống, don't have an understanding. Không có một cái sự hiểu biết. That this is it, this is it, this is all we have. Anh chị em, đây là chỉ một đời, một kiếp mà chúng ta có. And they're living life in a place that's dark or lonely or not of freedom and joy. Và họ sống một đời sống ở trong một cái chỗ mà chúng ta thấy rằng tối tăm và không thấy được ánh sáng ở trong cuộc đời của họ. Who's gonna help them? Ai sẽ giúp đỡ họ? Who's gonna tell them or show them? Ai sẽ giúp họ và chỉ tỏ cho họ? Who in this room knows the truth? Ai ở trong phòng này biết lẽ thật? Who in this room plays or is on the same team that I'm talking about? Ai là người trong phòng này đang chơi trong cái đội cùng một đội mà tôi nói đến trước đây? Who has confidence and joy and boldness to be a follower of Christ? Là những người có một cái niềm hãnh diện, niềm vui và có thể hãnh diện để nói rằng mình là người theo Chúa. Not to be afraid to represent Christ in this dark world. Không sợ chút nào trong việc đại diện Chúa ở trong thế giới này. There's freedom in the Lord. Anh chị em có sự tự do trong Đấng Christ. And we know that. Chúng ta biết điều đó. But there's a world out there that doesn't know that. Nhưng mà có một cái thế giới ngoài kia rất đông người chưa biết được điều Who's này. Who's gonna help them? Ai sẽ giúp đỡ họ? If in your heart after reading these scriptures has not changed anything, ask yourself, is a veil still covering my heart? Anh chị em, nếu anh chị em ngồi tại đây và đã đọc những phần kinh thánh này, nhưng mà anh chị em vẫn chưa thấy thì anh chị em cần phải hỏi, đó là cái màn che của ma quỷ có còn ở trên đời sống của tôi không? Think about the people in your life. Anh chị em bây giờ thử nhớ đến, nghĩ đến những người mà trong đời sống của chúng ta. Are all of them saved? Hay là tất cả mọi người ngoài kia, họ có được cứu chưa? Think about your family. Suy nghĩ đến gia đình của mình, những người thân thương trong Are gia đình all của of them saved? Có phải tất cả mọi người đã được cứu chưa? If you know the truth and you're okay with them not knowing the truth, then something isn't right. Nếu anh chị em biết lẽ thật mà anh chị em vẫn thấy rằng ổn để họ cứ tiếp tục ở trong sự mù tối và không biết lẽ thật,
thì có cái gì đó vẫn còn che trong tấm lòng của anh chị em. There should be something inside of you. There should be something which is the Lord's Spirit that's telling you, I want them to be saved too. Do something. Anh chị em phải có một tiếng nói, phải có một gì đó trong tấm lòng của anh chị em, chính là Thánh Linh của Chúa đó. Ngài nói rằng con phải đứng lên và làm một cái gì đó để giải quyết tình trạng này. What's inside of me? Anh chị em, điều gì đang ở trong tôi? The Holy Spirit. Thánh Linh của Chúa. I watched these Olympians run even when they were at a loss and still somehow make it to the finish line and get gold. Anh chị em, tôi thấy có vận động viên họ chạy và thấy dường như là họ thua đó, nhưng mà bằng một cái cách nào đó họ đã theo kịp và rồi đã kết quả là họ đạt huy chương vàng. They have something inside of them. Họ có một cái gì đó ở bên trong họ. That pushes them to the finish line. Và đã thúc đẩy họ để họ có thể chạy về đến điểm đích. But to not give up until they're done. Và họ không bỏ cuộc cho đến khi họ về đến nơi và được đoạt giải. Everyone in this room, you're breathing? Anh chị em, tất cả chúng ta còn có mặt ở đây, anh chị em còn thở không? Some people are snoring. That's still breathing. It's okay. Có người đang ngái ngủ cũng không sao vì bạn còn sống đó. They're mới still, còn ngái. They're still breathing. It's all good. Không sao, ngái là còn sống. But if you have breath, then God's not done with you. Anh chị em, nên anh chị em còn hơi thở trong đời sống của mình, Chúa chưa xong vào cuộc đời của anh chị em. You still have a purpose on this earth. Anh chị em vẫn còn có mục đích khi chúng ta còn sống trên đất này. God can still use your life. Chúa có thể vẫn còn sử dụng đời sống anh chị em. Until we get to the finish line. Cho đến khi chúng ta về đến điểm đích. And guess what happens? Anh chị em hãy đoán biết điều này. We all get to stand for the Lord. Tất cả chúng ta đều có cái đặc ân để chúng ta có một lập trường và đứng cho Chúa. We all represent our Heavenly Father. Chúng ta tất cả đều đang đại diện Cha của chúng ta trên trời. 2 Corinthians 3:16-18. We read it, but I want to read again. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 3 từ câu 16 cho đến câu số 18, chúng ta đã đọc rồi mà tôi muốn đọc lại cho anh chị em. But whenever someone turns to the Lord, the veil is taken away. Nhưng khi một người trở lại với Chúa thì màn ấy được cất đi. Bring them to the Lord. Đem họ đến với Chúa. For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there's freedom. Chúa là Thánh Linh, nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do. So all of us, tất cả chúng ta, who have had the veil removed, can see and reflect the glory of the Lord. Là những người đã được cất đi cái màn đi, chúng ta có thể để mặt trần và chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa. And the Lord who is the Spirit makes us more and more like Him. Và Chúa là Thánh Linh của Ngài khiến cho chúng ta mỗi ngày được trở nên giống như Chúa hơn. As we are changed into His glorious image. Và chúng ta được biến đổi theo ảnh tượng của Ngài từ vinh hiển đến vinh hiển. Hear me out. Anh chị em hãy nghe điều này. And I'm ending very soon. Và tôi sẽ kết thúc. Don't allow the enemy. Đừng cho phép kẻ thù. Hear me out. Xin anh chị em xin nghe tôi. Don't allow the enemy to try. Đừng cho phép kẻ thù thử. And cover what the Lord has already removed. Để che lại điều mà Chúa Ngài đã cất khỏi. At home. Ở tại gia đình, ở nhà của mình. All the grandchildren. Tất cả những người cháu ở trong gia đình của chúng tôi. They like to play this game. Thích chơi cái trò chơi này. They get yelled at every time. Và bị rầy mỗi lần nó làm như vậy. They like to cover someone with a blanket and run around and chase each other with a blanket over their head. Nó chơi cái trò chơi là nó trùm mền lại rồi chạy vòng vòng đuổi với nhau trong khi có một đứa là đang trùm mền. Nana and Papa, don't do that. It's dangerous. Nana and Papa, ông nội, ông ngoại là lên rằng đừng có làm như vậy, nguy hiểm con. All of the parents, stop! Cha mẹ của các cháu thì la lên đừng có chơi như vậy. Because we see many of them run into the wall, bump their heads, start crying. Chúng ta biết chạy mà trùm đầu lại như vậy thì đụng da đầu vào trong vách tường hay là bị đụng với nhau và khóc. There are some days at Nana's house. Một ngày kia ở nhà của bà nội, bà ngoại. The kids walk around with salt on their forehead. Thì mấy đứa nhỏ đi và còn bị sức muối ở trên đầu. Because they're doing something that's covering their sight. Bởi vì nó đã làm công việc là lấy cái mền hay là cái khăn đã che cái mắt của mình. We don't allow. Chúng ta không thể cho phép people, những con người, to do things in life, để làm những công việc trong đời sống that can cause harm to their physical and spiritual life if you know the truth. Sẽ nguy hại đến đời sống thuộc thể của họ cũng như thuộc linh bởi vì họ còn mù tối. If we know the freedom in Christ, thì chúng ta thật sự biết sự tự do ở trong Đấng Christ. Why are you hiding it? Thì tại sao chúng ta lại che giấu điều đó? If you know the freedom in Christ for your life, thì chúng ta đã kinh nghiệm
cái sự tự do của Đấng Christ ở trong cuộc đời của chúng ta. What have you allowed the enemy to do to cover that? Thì chúng ta đã làm gì để cho kẻ thù đã che những điều đó khỏi đời sống của chúng ta? I want to read a scripture for us to close. Tôi muốn đọc cái phần kinh thánh này rồi chúng ta kết thúc. It's a little bit of a long scripture. Đoạn kinh thánh khá dài. But there's such power in the scripture. Nhưng mà có một cái sức mạnh rất lớn trong những lời này. If you have your Bibles, nên chị em có kinh thánh. If you have your phones, hoặc là anh chị em có kinh thánh ở trong điện thoại của mình. Open up to read this with me, and we're going to end. Xin mở ra và cùng đọc với tôi, rồi chúng ta sẽ kết thúc. 2 Corinthians, Cô-rinh-tô thứ nhì, chapter 4, chương 4, verses 5, từ câu 5 to 18, cho đến câu số 18. We'll start. Chúng ta sẽ bắt đầu. When everybody's either looking at it or reading it together. Lạc là anh chị em nhìn lên và nhìn thấy chúng tôi để hoặc là chúng ta sẽ cùng nhau đọc. Guess what? Anh chị em đoán biết điều gì? The veil's off of my eyes. Bây giờ cái màn đã cất khỏi con mắt của tôi. Off of my heart. Là khỏi tâm lòng của tôi. I want y'all to read this with me. Bây giờ tôi muốn anh chị em cùng đọc với tôi. I can't allow anyone in this church, anyone online, to live a life where the veil is still covering their eyes and their heart. Tôi không muốn không ai ở tại đây trong nhà thờ lúc này, cũng như là những người theo dõi ở trên mạng, vẫn tiếp tục sống một đời sống mà bức màn che vẫn còn ở trên tấm lòng và mắt của anh chị em. Don't just allow us to read it to you. Đừng để cho chúng tôi cái đặc ân để đọc cho anh chị em mà thôi. Your eyes see the same thing that I'm seeing. Mà hãy để chính mắt của chúng ta nhìn thấy những điều mà chúng tôi thấy. 5 to 18 in chapter 4. Từ câu 5 cho đến câu số 18 ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4. You see, we don't go around preaching about ourselves. We preach that Jesus Christ is Lord and we ourselves are your servants for Jesus' sake. Vì chúng tôi không rao giảng chính mình mà rao giảng Đức Chúa Jesus Christ là Chúa và bản thân chúng tôi là đầy tớ của anh em vì Đức Chúa Giê-xu. For God who said, let there be light in the darkness has made this light shine in our hearts so we could know the glory of the Lord. Sorry, so we can know the glory of God that is seen in the face of Jesus Christ. Bởi Đức Chúa Trời là đấng phán rằng ánh sáng phải chiếu ra từ bóng tối đã soi sáng lòng chúng tôi, ban ánh sáng để hiểu biết vinh quang của Đức Chúa Trời trên gương mặt Đức Chúa Giê-xu Christ. And we now have this light shining in our hearts, but we ourselves are like fragile clay jars containing this great treasure. This makes it clear that our great power is from God, not from ourselves. Nhưng chúng tôi đựng báu vật này trong bình đất để bày tỏ rằng quyền năng tối thượng này đến từ Đức Chúa Trời chứ không phải từ chúng tôi. Tell someone next to you. Xin nói với người bên cạnh mình. Keep up. Hãy theo kịp với hội thánh. We are pressed on every side, but by troubles. Chúng tôi bị chèn ép mọi cách. But we are not crushed. Nhưng chúng tôi không bị nghiền nát. We are perplexed, but not driven to despair. Bối rối nhưng không tuyệt vọng. We are hunted down, but never abandoned by God. Bị bắt nhưng không bị bỏ rơi. We get knocked down, but we are not destroyed. Bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Through suffering, our bodies continue to share in the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be seen in our bodies. Chúng tôi luôn mang sự chết của Đức Giê-xu trong thân thể của mình để sự sống của Đức Giê-xu cũng được biểu lộ trong thân thể chúng tôi. Yes, we live under constant danger of death because we serve Jesus, so that the life of Jesus will be evident in our dying bodies. Bởi trong khi sống, chúng tôi thường bị nộp cho sự chết vì cớ Đức Chúa Giê-xu, để cho sự sống của Đức Giê-xu được biểu lộ trong thân thể hay chết của chúng tôi. So we live in the face of death, but this has resulted in eternal life for you. Như vậy, sự chết hành động trong chúng tôi, còn sự sống thì hành động trong anh em. But we continue to preach because we have the same kind of faith the psalmist had when he said, I believe in God, so I spoke. Bởi có cùng một lòng tin như lời đã chép, tôi đã tin nên tôi nói. Cũng vậy, chúng tôi tin nên mới nói. We know that God who raises the Lord Jesus will also raise us with Jesus and present us to himself together with you. Vì chúng tôi biết rằng đấng đã khiến Chúa là Đức Giê-xu sống lại cũng sẽ khiến chúng tôi sống lại với Đức Giê-xu và đem chúng tôi cùng với anh em vào trong sự hiện diện của Ngài. And all of this is for your benefit. Tất cả những điều này xảy ra là vì anh em. And as God's grace reaches more and more people, there will be a great thanksgiving and God will receive more and more glory. Để ân điển càng đến với nhiều người hơn và càng có nhiều người dâng lời cảm tạ hơn để đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời. Verse 16. Câu số 16. Everyone say verse 16. Mọi người nói câu 16. That is why we never give up. Vậy nên chúng tôi không nản lòng.
Though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. Dù con người bề ngoài bị suy mòn dần, nhưng con người bề trong ngày càng đổi mới hơn. For our present troubles are small and won't last very long, yet they produce for us a glory that's vastly outweighs them and will last forever. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu. This is powerful right here. Anh chị em, đây là điều hết sức là mạnh mẽ tại đây. So we don't look at the troubles we can see now, rather we fix our gaze on things that cannot be seen. Bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chúng ta chú tâm đến những điều không thấy được. For the things we see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu. That's the truth. Đó là lẽ thật. This is the truth that we live by. Đây là lẽ thật mà chúng ta phải sống. Don't give up. Anh chị em đừng bỏ cuộc. Don't give up. Đừng bỏ cuộc. There are people. Có những con người. Who need to be set free. Họ cần được giải phóng. There are people. Có những con người. Who were lost like you were. Họ đã lạc mất như chúng ta đã từng lạc mất. If you're set free in this room. Nên anh chị em là những người đã được Chúa ngài giải phóng, anh chị em được tự do. And you're not doing everything in your power. Và nếu bạn không làm tất cả những gì sức của bạn có thể làm được. To help somebody else be set free. Để giúp đỡ một người nào khác được tự do. Where's the love of God? Thì tình yêu của Chúa ở đâu? Where? Thì tình yêu của Chúa ở đâu? You've missed the entire point. Anh chị em đã đánh mất đi cái mục đích hết sức là quan trọng và chính yếu. There are people in this world. Có những con người trong thế giới của chúng ta. Who don't understand the freedom they can live. Là những người không hiểu được cái sự tự do mà họ có thể có để sống. Who's going to tell them? Ai sẽ báo cho họ biết? Many of you think this is going to be so difficult, Pastor. I can't do this. Có nhiều người trong anh chị em có thể nói rằng cái chuyện này khó làm của mục sư ấy, không thể làm được. Not by yourself. Anh chị em đúng, chúng ta nếu một mình với sức riêng chúng ta không làm được. But with Christ. Nhưng mà với sức Chúa Đấng Christ. I can do all things. Thì tôi có thể làm được mọi sự. Through Christ. Nhờ Chúa. Who gives me strength. Đấng ban thêm sức cho tôi. Through him. Qua sức của Ngài. If you're doing it on your own. Nếu chúng ta làm trong sức riêng. I understand it's gonna thì be tôi difficult. Hiểu là anh chị em không làm được. Do you know how difficult it would be for me to continue to have pain in my eyes and wear contacts that weren't meant for me? Anh chị em có hiểu và biết được đó là tôi đau đớn đến cỡ nào. Để mang cái kính áp tròng mà nó không đúng độ của mình trong nhiều ngày tháng và không thấy đường không? I had help. Nhưng mà rồi tôi đã được giúp đỡ. Every day that you go through the struggles of life. Anh chị em, mỗi ngày khi chúng ta trải qua những cái trăn trở, những khó khăn trong đời sống. Remember that Christ is with you. Hãy nhớ rằng Đấng Christ đang ở với anh chị em. And we give him the glory. Để rồi chúng ta có thể dâng cho Chúa tất cả sự vinh hiển. I can't. Tôi không thể. Church, be honest with me. Anh chị em hãy thành thật với tôi. Can you watch the news and think that the world is okay? Anh chị em có thể theo dõi tin tức và đi đến kết luận rằng thế giới của chúng ta đang rất ổn không? No. Không, phải không? The world needs more of Christ. Anh chị em, thế giới chúng ta thật rất cần Đấng Christ bày tỏ ra cho họ. The world needs more of Christ. Thế giới chúng ta rất cần Đấng Christ. Your money. Tiền bạc của anh chị em. Will not fix somebody's life. Không thể nào có thể chỉnh sửa, thay đổi một cuộc đời nào đó. Temporarily. Có thể nó thay đổi được tạm thời. Silver and gold I do not have. Bạc và vàng tôi không có. But what I do have I give to you. Những điều tôi có tôi cho anh. I will live by those words. Tôi sống với những lời đó. What do you have to offer to this world? Anh chị em có gì để có thể cống hiến cho đời này? What do you have to offer to this world? Anh chị em có gì để cống hiến cho thế giới này, gia đình nhân loại? Do you understand, church? Hội thánh có hiểu không? If we all stopped right now. Nếu tất cả chúng ta dừng lại ngay lúc này. Just stopped. Chúng ta ngừng hết tất cả. Never talked about Jesus to anybody. Sẽ không nói về Chúa Giêsu cho ai nữa. But we're okay with us going to heaven. Thế giới có ổn khi tất cả chúng ta được lên thiên đàng.
can you think of anybody where you would say, man, I don't think they're going to heaven? Chúng ta có ổn không khi chúng ta nhìn một người nào đó và chúng ta nói, không biết là người này khi chết có được lên thiên đàng hay không? Your mom? Có thể là mẹ của dad, cha của mình. Your brother that you love. Hay là cái người anh em trai của mình mà mình thương yêu. Your sister who is your best friend. Hay là cái người chị mà là một cái người bạn thân trong đời. Your cousin who was there for you. Cái người anh chị em họ mà đã từng đứng bên cạnh giúp đỡ chúng ta khi chúng ta gặp khó khăn. Your coworkers. Những người cùng sở làm. Or your friends that you see every day. Hay là những người bạn mà chúng ta gặp họ mỗi ngày. Could you go to work tomorrow? Chúng ta có thể đi làm ngày mai. And pretend. Mà chúng ta giả đò. That you know they're going to heaven. Đó là chúng ta nghĩ rằng và cho rằng họ sẽ lên thiên đàng. Something has to change. Anh chị em ơi, phải có sự thay đổi cho những điều gì đó. I'm gonna tell you something. Cho tôi nói anh chị em một điều. If you can't share more than 10 seconds. Anh chị em có thể chia sẻ chỉ trong 10 giây. Tell them. Hãy nói với họ. I just want to let you know. Tôi muốn cho bạn biết. God loves you. Chúa yêu bạn. That's it. Như vậy thôi. And you're saying that's enough? Như vậy nói rằng như vậy là đủ sao mục sư? It was enough for you to say yes to Christ. Đủ cho chúng ta khi chúng ta đã thưa vâng với Chúa phải không? That's all that it took for me. Bạn chị em, đó là tất cả những gì cần để tôi có thể được biết Chúa và kinh nghiệm Ngài. If you can say 15 seconds. Để chúng ta có thể mở miệng và nói được trong 15 giây. I just want to let you know. Tôi muốn bạn biết. God loves you. Chúa yêu bạn. Let me know. Hãy cho tôi biết. If there's anything. Có bất cứ điều gì. I can pray for you about. Tôi có thể cầu nguyện cho bạn. That's 15 seconds. Anh chị em, 15 giây. If you have 20. Nếu chúng ta có 20 giây. If you have 30. Nếu chúng ta có 30 giây. If you have just a minute of your time. Nếu chúng ta có một phút ở trong cuộc đời của mình, God, của thời giờ của mình. God can use anything. Chúa có thể sử dụng tất cả. But are you willing? Nhưng mà vấn đề là chúng ta có bằng lòng để Chúa sử dụng không? It takes some Olympians 4 seconds to win gold. It takes some Olympians 60 seconds to win gold. It takes some Olympians 30 seconds to win gold. And what do when they win gold? They give God glory. They give. It doesn't matter. Anh chị em, có những vận động viên chỉ cần 30 giây thì họ đã đoạt huy chương vàng. Có người thì 40 giây, 47 giây, có người thì nhiều hơn. Nhưng mà chỉ cần chừng đó, họ cũng đủ để có thể đoạt huy chương vàng. Và khi họ đã đoạt được huy chương vàng, họ tôn vinh hiển cho Chúa. Can you just give God some time? Anh chị em có thể nhín cho Chúa được một ít thời gian của mình không? Come on, stand to your feet. Xin chúng ta cùng đứng lên. There's two prayers that I have today. Có hai lời cầu nguyện mà tôi mời anh chị em cùng cầu nguyện. One prayer. Lời cầu nguyện thứ nhất. It's for those in the room. Cho ai có mặt ở tại đây. Who the message has impacted your heart. Và cái sứ điệp này nó đánh động và ấn tượng trong tấm lòng của anh chị em. But you feel like the veil is still covering your heart and your eyes. Nhưng mà bạn vẫn cảm thấy còn có một cái màn che ở trên tấm lòng và mắt của bạn. Maybe you don't know God. Có thể bạn chưa thật sự biết Chúa. Maybe you knew him before but you left. Có thể bạn đã từng biết Chúa nhưng mà bạn đã bây giờ đã xa Chúa. But today. Nhưng mà hôm nay, you want to rededicate your life to God. Bạn muốn tái dâng hiến đời sống của mình cho Chúa. And you want to ask him to remove that veil. Và bạn muốn xin Chúa Ngài cất đi cái màn đó. So that you can reflect his love. Để bạn có thể phản ảnh tình yêu của Chúa. To the world. Cho thế giới của mình. That's the first prayer. Đó là lời cầu nguyện thứ nhất. Second prayer. Lời cầu nguyện thứ hai. Those that know. Những người biết. Those that are living a life. Những người đang sống một đời sống. Knowing. Biết rằng. That the veil is uncovered from your heart and your eyes. Cái màn che đã được cất khỏi tấm lòng và ánh mắt của anh chị em. But nhưng mà you haven't been able to be in that place to reflect for Christ. Nhưng mà bạn chưa ở trong cái vị trí để phản ánh Chúa. But today, nhưng mà hôm nay, the truth has been revealed. Lẽ thật đã được bày tỏ. And something's changing in your heart. Và có một gì đó đang thay đổi trong tấm lòng của bạn. And you feel the Holy Spirit moving in your heart. Và bạn cảm thấy Đức Thánh Linh đang vận hành, đang hành động ở trong tấm lòng của bạn. And you know that you can't go another day. Và bạn biết rằng mình không thể đi thêm một ngày nữa. Without knowing. Không biết chắc.
if your loved one is going to heaven with you. Đó là những người thân thương của mình sẽ cùng lên thiên đàng với mình. You want the Lord to empower you. Và anh chị em muốn được Chúa Ngài mặc lấy quyền phép cho anh chị em. That prayer will be for you. Và lời cầu nguyện nó cũng dành cho anh chị em. But for the first prayer. Nhưng mà cho lời cầu nguyện thứ nhất. Even if it's your first time accepting Jesus in your heart. Nếu đây dù là lần thứ nhất bạn muốn mời Chúa bước vào đời sống của bạn. Or if you're rededicating your life to be a servant for the Lord. Và anh chị em tái dâng hiến đời sống của mình để chúng ta có thể phục vụ Chúa, hầu việc Chúa. We can all say this prayer. Thì tất cả chúng ta đều có thể cùng cầu nguyện lời cầu nguyện này. Let's pray it together. Chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau. Reflect his light. Phản ánh ánh sáng của Chúa. Lord, lạy Chúa. I know. Con biết rằng that I am not perfect. Con không trọn vẹn. I need you. Con cần Ngài. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. For dying on the cross for me. Đã chịu chết trên thập tự giá vì con. That you want a real relationship with me. Ngài muốn có một mối quan hệ thật với con. And today, và hôm nay, I want a relationship with you. Con cũng muốn có một mối quan hệ thật với Chúa. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. For your forgiveness. Cho sự tha thứ của Ngài. And your love. Và tình yêu của Ngài. And I ask today, Lord. Và con cầu xin Chúa ngày hôm nay. That you be with me forever. Đó là Chúa sẽ ở với con đến đời đời. Thank you for removing the veil over my eyes and my heart. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã cất cái màn che khuất tâm lòng và ánh mắt thuộc linh của con. Help me, Lord. Xin giúp đỡ con. To help others. Để con có thể giúp đỡ những người lân cận. So that they can be set free. Để họ cũng được giải phóng, giải cứu. Amen. Amen. The second prayer. Let's pray this together, church. Lời cầu nguyện thứ nhì dành cho chúng ta, xin Hội Thánh cùng cầu nguyện. Lord, thank you. Chúa, cảm ơn Chúa. Come on. Thank you, Lord. Anh chị em nói lớn tiếng, cảm ơn Chúa. For setting me free. Đã giải phóng con được tự do. Lord. Lạy Chúa. Empower me. Xin mặc lấy quyền phép trên con. Give me the boldness. Cho con sự dạn dĩ. The courage. Và can đảm. The faith. Đức tin. To help others be set free. Để giúp đỡ những người lân cận được tự do. Help me, Lord. Xin giúp đỡ con. To reflect your glorious light. Để con có thể phản ánh ánh sáng vinh quang của Ngài. Through my life. Qua đời sống của con. Lord, I ask right now. Lạy Chúa, con cầu xin ngay bây giờ. That in your powerful name. Trong danh quyền năng của Chúa. That you take back what the enemy has stolen. Đó là Chúa, xin Ngài giành lại những gì kẻ thù đã trộm cắp của con. Restore my peace. Xin ban lại cho con sự bình an. Take your hand and put it on your heart. Anh chị em đặt tay của mình trên ngực của mình, Lord, trên tim của mình. Restore my peace. Lạy Chúa, xin phục hồi sự bình an của con. My joy. Niềm vui của con. Help me to know. Xin giúp đỡ con để giúp con biết that I'm not alone. Rằng con không cô đơn. That you are with me. Nhưng mà Chúa luôn ở với con. I thank you, Lord. Con cảm ơn Chúa. And today. Và hôm nay is the beginning. Là sự bắt đầu of a new day. Của một ngày mới. That today. Ngày hôm nay. I choose. Con chọn to be a representation of you. Là người đại diện cho Chúa. And I'll do everything. Và con sẽ làm tất cả như có thể làm được. Through my life. Và để qua đời sống con. To bring you glory. Để dâng vinh hiển cho Chúa. In Jesus' name we pray. Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu con cầu nguyện. Amen. 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 Church, let's give him a clap of praise. Chúng ta dâng lên Chúa một tràng pháo tay như của lễ của sự cảm ơn, tạ ơn Chúa. Thank you, church. Cảm ơn Hội Thánh for coming here. Đã đến đây hôm nay. But this is what I ask. Và đây là điều mà tôi yêu cầu. Go be a reflection of Christ. Hãy ra đi, trở về và làm người đại diện cho Chúa. Don't be ashamed. Đừng nhút nhát. We'll see you next week. Sẽ gặp lại anh chị em trong tuần tới. If you need prayer, nếu anh chị em cần được cầu nguyện, the pastors will be here to pray for you. Mục sư Khánh và tôi cũng như các mục sư có mặt tại đây sẽ nắng lại để cầu nguyện cho anh chị em. Thank you for coming. Cảm ơn Hội Thánh đã đến nhóm lại. We'll see you next week. Sẽ gặp lại anh chị em trong tuần tới. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.